tất cả các bạn, mình là Hana Giang Anh. Và Hana vẫn tiếp tục quay trở lại với các bạn để giới thiệu thêm cho mọi người những bài tập về các vùng cơ khác nhau trong chuỗi video series 5 phút tập luyện mỗi ngày. Và ở cái video ngày hôm nay thì Hana sẽ giới thiệu cho các bạn bài tập vào phần cơ mông. Có bụng đẹp rồi thì tất nhiên là phải có mông căng nữa, đúng không? Khi mà tập mông thì mọi người sẽ có đạt được cái hiệu quả là mông của mình căng, tròn và săn hơn rất là nhiều, giống như là các bài tập squat vậy. Nhưng mà ở video này thì Hana sẽ không giới thiệu các bạn những bài squat nữa, bởi vì squat thì đã quá là đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tập các động tác khó hơn một chút nữa nhá. Nào, hãy cùng bắt tay và thực hiện ngay. Go! Nào, chúng ta bắt đầu vào bài tập nhá. Mọi người có thể ôm tay vào nhau phía trước, sau đó đặt đầu lên trên tay của mình, thả lỏng toàn bộ phần thân trên, duỗi thẳng chân dưới và hóc mông lại. Sẵn sàng chưa? Nhạc rất là hay. Bây giờ mình đưa từng chân lên một, trái, phải, đầu gối thẳng. Khi các bạn đưa chân thì các bạn hóc mông lại. Ok, động tác mới. Đưa chân lên, ngang, lên, hạ xuống, lên, ngang, lên, hạ xuống. Cao hơn một chút nữa nào. Hai chân. Chậm. Lên. Xuống. Một cái nữa. Nhanh. Lên. Xuống. Mình bắt đầu cảm thấy cái mông nóng cứng hơn nhiều rồi. Mọi người nhớ hóp mông lại khi đưa chân lên. Chân lên, ngang, lên, xuống, lên, ngang, lên, đổi chân nào. Tiếp. Một lần nữa. Cả hai chân. Nhanh. Tác dụng sẽ rất nhiều vào phần mông và đùi sau. Tiếp. Hana bắt đầu cảm thấy đau lắm rồi. Tiếp nào, các bác đừng bỏ cuộc, cố gắng lên. Một cái nữa. Ok, nào bây giờ ta chống tay lên. Người tạo thành một hình chữ nhật. Hai chân mở rộng bằng hông, hai tay rộng bằng vai. Và nhớ đừng bóp dài tay ở phía trước này. Và các bạn hãy thu tay lại để cho tay vuông góc với mặt đất và đùi vuông góc với mặt đất. Sau đó duỗi chân trái ra, siết chặt cơ bụng, không được bằng lưng, hóp bụng và hóp mông lại. Bây giờ mình đá chân lên, lên, xuống, đầu gối thẳng, không gõ lưng. Khi mình đưa chân lên, giữ nguyên cả một cái phần cột sống và phần vai. Giữ chân ở trên, nhấc nhanh. Tiếp tục, go. Đầu gối thẳng. Mọi người có cảm thấy sức nóng ở phần đùi sau và phần cơ mông của mình không? Tiếp. Nữa nào. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rất tốt, co gối, co, duỗi. Đầu gối thẳng. Hai lần nữa. Và một, giữ chân ở đây. Ok, từ co chân lại. Duỗi ra, làm lại nào. Co. Và duỗi, bây giờ các bạn đặt chân sang ngang. Ngang, giữa, ngang, giữa, ngang, giữa, ngang. Xong rồi, nào, về phía sau thả lỏng. Bây giờ chúng ta đổi chân. Thật thẳng chưa? Thả lỏng phần mông. Nên thôi, chúng ta cần phải đổi chân ngay lập tức, thẳng một cơ mắt. Nào, đá chân lên. Lên và xuống. Khi lên thở ra bằng miệng, khi xuống hít vào bằng mũi. Giữ nguyên toàn bộ phần thân trên. Hầu như cả người chúng ta chắc và siết tất cả các bộ phận trên cơ thể lại. Giữ nhấc. Tiếp nào. Bắp bụng vào. Đầu gối thẳng, thẳng,
Rồi, là chúng ta đẩy chân chéo, chéo, về, chéo, và về, chéo, và về. Tiếp tục, 8 lần nữa, 7, 6, 3, 5, 3, 4, cố gắng lên, 3, 2, xong rồi, nằm xuống luôn, dựng tác cuối cùng. Mở rộng đầu gối, chạm hai gót chân vào nhau và đẩy lên nhẹ này, lên, 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 lên. Sau đó mọi người giữ nguyên nhé, đầu gối lên khỏi mặt đất, gót chặt nó lại giữ 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, 3 giây nào, 6, 5, đến nhanh, 4, 3, 2, xong rồi. Ôi, đau mông quá đi mất thôi. Các bạn cảm thấy sao sau 5 phút tập luyện vừa rồi? 5 phút vừa rồi thì tập xong để đảm bảo là có một kết quả tốt, thì mọi người nhớ là mông của mình phải cảm thấy căng hơn, săn hơn, cứng hơn và nóng nóng ở phần mông. Để tập luyện được hiệu quả thì các bạn hãy nhớ là sử dụng cái cơ mông của mình khi tập luyện. Ví dụ như là khi chúng ta thực hiện động tác thì mọi người hãy nhớ hóp mông vào, siết chặt mông, sau đó thì mọi người sẽ cảm thấy nó ăn hơn vào mông rất là nhiều. Và các bạn hãy đừng quên là tiếp tục ủng hộ cái chuỗi 5 minute series này của Hana bằng cách xem lại những video trước đây, ví dụ như là video cơ bụng này. Và các bạn hãy cố gắng kết hợp những video này lại vào nhau hàng ngày để đạt được một kết quả tốt nhất nhé. Đừng quên like và share video này để ủng hộ Hana nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.